Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Thì hôm nay là từ trước đến giờ mình cũng nhận rất là nhiều cái comment của tất cả cô chú, anh chị đã nói mình là hãy review những cái công dụng và cái cách hướng dẫn sử dụng chi tiết nhất, cũng như là cái cách sử dụng tốt nhất để sử dụng sản phẩm của công ty Thần Vương. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng bận, và để review một cái những cái sản phẩm như vậy thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Nhưng hiện tại tình hình dịch bệnh đang bao quát cả, không phải chỉ một mình Việt Nam mà cả thế giới, thì mình cũng tập trung, hiện tại thì mình tập trung để mình review chi tiết lại như những cái yêu cầu mà mọi người mong muốn. Thì mong là mọi người xem những cái review của mình thì sẽ cảm thấy là hiểu rõ về các sản phẩm của công ty. Và nếu mà mọi người thích, mong mọi người ủng hộ kênh của mình và cho mình một cái subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ đến cái phần review ạ. Bây giờ là mình sẽ review về những sản phẩm vi sinh xử lý môi trường trước. Thì để mình xem thử là mình sẽ chọn một sản phẩm. Vậy bây giờ mình sẽ review về sản phẩm soi mắt trước nha. Thì đây là một sản phẩm về chuyên dùng cho ao bạc, và đó là giải pháp vi sinh toàn diện cho ao nuôi siêu tâm canh. Thì cái sản phẩm này hiện nay là rất được đại lý cũng như người nuôi tôm tin dùng cái sản phẩm này. Xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến soi mắt, một giải pháp vi sinh toàn diện cho ao nuôi siêu thâm canh như hiện nay. Thì sản phẩm vi sinh soi mắt có gì khác biệt so với các cái sản phẩm vi sinh khác trên thị trường? Đầu tiên hết thì chúng tôi muốn nói đến là đây là cái sản phẩm mà tập hợp rất là nhiều các cái chủng vi sinh khác nhau. Và các cái chủng vi sinh này có một cái sự lựa chọn một cách có hệ thống để giúp cho các cái quá trình mà xử lý các hữu cơ ở trong ao được ở một mức độ là tốt nhất. Các cái chủng vi sinh được lựa chọn một cách khắt khe để giúp cho đầu tiên hết chúng ta nói đến cái khả năng sống của vi sinh và xử lý được trong cái môi trường khắc nghiệt của các ao nuôi của chúng ta. Cái thứ hai nữa, khả năng xử lý sinh học và khả năng tiết cái enzyme trong quá trình vi sinh sinh khối ở trong ao. Và một cái tác dụng chính của một tác dụng mà không thể thiếu của vi sinh nữa, đó là cái khả năng ức chế cạnh tranh với nhóm vi khuẩn gây bệnh Vibrio. Thì đối với soi mắt thì chúng ta sử dụng định kỳ trong cái quá trình nuôi của mình, thì chúng ta có thể sử dụng 100 gram cho khoảng 2.000 đến 2.500 khối nước. Và trong những cái điều kiện ao nuôi chúng ta bị các tình trạng như là nước đỏ sậm màu, hoặc cái nước keo đặc, hoặc là ao nuôi nó bị sụp tảo phục hồi cái hệ vi sinh cũng như là phục hồi lại cái màu nước ao, thì chúng ta có thể áp dụng cái liều cao hơn, đó là chúng ta sử dụng một liều 100 gram cho 1.000 đến 1.500 mét khối nước. Và cái sản phẩm này một ưu điểm nữa khi chúng ta sử dụng thì cũng rất là đơn giản đối với khi chúng ta áp dụng các vi sinh khác so với các vi sinh khác, đó là sản phẩm này khi chúng ta áp dụng thì chúng ta có thể là sử dụng trực tiếp mà chúng ta không cần phải sinh khối. Và ưu điểm của sản phẩm ở đây là sản phẩm này nó sẽ làm việc được ở rất nhiều các cái điều kiện môi trường khác nhau. Và đặc biệt ở trong cái mùa này chúng ta thấy là các cái vấn đề về hạn mặn rất là cao, thì lúc này thì cái độ mặn ở trong ao tôm hầu hết các khu vực có cái độ mặn rất là cao. Chính vì vậy là khả năng hầu hết các cái vi sinh thông thường thì chúng ta sẽ bị giảm cái hoạt lực. Và đối với sản phẩm vi sinh soi mắt này, chúng tôi sẽ cam kết là có xử lý được, khả năng mà xử lý rất là tốt ở trong cái vùng độ mặn cao, đặc biệt là những cái vùng có độ mặn trên 35/ngàn. Đây là một cái sản phẩm mang rất là nhiều cái ưu điểm cho quý bà con. Và chúng tôi hy vọng rằng đây là cái sản phẩm soi mắt là cái sản phẩm mà giúp ích được cho bà con mình trong quá trình chúng ta nuôi tôm.